Hello, xin chào các bạn. Chúng ta đã cùng nhau đi đến clip này là clip nói về dinh dưỡng của 3 tháng cuối của thai kỳ. Đây là một cái giai đoạn mà vô cùng quan trọng trong sự phát triển trí não của bé. Tổng cái giai đoạn 3 tháng cuối này thì mẹ có thể tăng từ 6 đến 7kg. Và đối với 3 tháng cuối này là bé sẽ là cái tháng mà trọng lượng của bé sẽ tăng lên cho đến khoảng 3 cân, hơn 3 cân, 3 cân tư gì đó. Thậm chí bây giờ có những bé rất là nặng cân có thể lên đến 3 cân tư, 3 cân rưỡi, hơn 4 cân đều có cả. Thế thì đối với cái giai đoạn này thì đây là một cái giai đoạn mà bé phát triển và hoàn thiện trí não một cách ngoạn mục. Và đây chính là cái giai đoạn mà mẹ có thể tận dụng để mà đầu tư cho bé, giúp cho bé có cái nền tảng phát triển trí não tốt nhất. Mặc dù trí thông minh của trẻ thì phụ thuộc vào những cái năm tháng đầu đời mà nuôi dạy, tức là phụ thuộc nhiều hơn vào môi trường nữa và khi mà sau khi bé sinh ra bé phát triển như thế nào nữa. Nhưng mà ở đối với cái giai đoạn mà ở trong bào thai thì đây lại là cái giai đoạn mà vô cùng quan trọng. Và với giai đoạn này thì cái trọng lượng não bộ của bé có thể bằng 25% cái trọng lượng não bộ của người trưởng thành. Cho nên đây chính là cái lúc mà chúng ta cần phải đầu tư hơn cho bé đây. Vậy thì mẹ nhớ là ăn đủ các cái nhóm đạm này, axit béo thiết yếu này, bơ sẽ được ăn thường xuyên hơn, mè đen, mè trắng sẽ được ăn thường xuyên hơn. Những cái loại hạt như là hạnh nhân, óc chó, mắc ca cũng sẽ được ăn thường xuyên hơn. Mình cũng cần bổ sung đạm đầy đủ và nhớ bổ sung thêm axit folic, bởi vì axit folic rất là quan trọng trong sự phát triển của ống thần kinh. Nếu như bạn muốn biết cụ thể thông tin chi tiết hơn về từng các nhóm chất thì bạn có thể quay trở lại xem cái video clip dinh dưỡng trong 3 tháng đầu. Thì Anna đã có liệt kê chi tiết những cái nhóm chất và tác dụng của những cái nhóm chất trong sự phát triển của bào thai. Ở đây cũng chính là cái lúc mà mẹ cần phải hạn chế loại bỏ tất cả những cái thực phẩm đóng hộp, thực phẩm có tính bột đường mà chế biến hàng loạt có tính công nghiệp á. Bởi vì mẹ sẽ bị dễ dàng tăng cân nhiều trong cái giai đoạn này. Có rất nhiều mẹ á, như Anna thì lại tăng nhiều ở trong cái tháng thứ 6. Sau đó thì 3 tháng cuối thì tăng không nhiều bằng, tức là cái tỷ tốc độ tăng không nhiều bằng. Nhưng có rất nhiều mẹ thì lại tăng nhiều nhanh ở 3 tháng cuối. Thế là càng gần đến lúc đẻ là càng thấy mình khệ nệ. Anna gần lúc đẻ trông như một cái trống ấy, bởi vì là tăng đến tận 20 cân. Thế thì đây cũng chính là cái giai đoạn mà mẹ cần phải tăng chất xơ lên. Mẹ bắt đầu cảm thấy khó chịu khi mà thai nhi phát triển lớn và đè lên cái dạ dày của mình. Bởi vậy cho nên là mẹ sẽ ăn chia ra từng cái bữa nhỏ của mình. Đồng thời là mẹ cũng cảm thấy bị ợ nóng nhiều hơn, cảm thấy cái quá trình tiêu hóa nó bị cản trở. Cho nên là mẹ càng phải ăn thiên về thực vật một chút để nó dễ dàng tiêu hóa hơn. Mẹ càng ăn những cái loại thịt thà hoặc là những cái loại chiên xào rán thì nó càng khó tiêu hóa. Đặc biệt là những cái loại mà chế biến nhiều chỉ có tinh bột thôi mà không có cái hàm lượng chất xơ ấy, nó sẽ làm cho cái thức ăn nó bị đọng lại ở trong cái hệ tiêu hóa. Bạn cứ hình dung là cái chất xơ nó giống như một cái chổi, nó sẽ quét đi những cái cặn hoặc là nó dồn những cái thức ăn lại, nó co bóp, nó nhào lộn và nó cuốn lấy những cái chất béo rồi tinh bột đi lưu hành ở trong cái đường ống tiêu hóa của mình. Khi mà đã hấp thu dưỡng chất ở ruột non và còn những cái bã lại để thải ở trong đại tràng thì cái chất xơ nó lại càng quan trọng trong cái việc cuộn, tạo khuôn cho phân và tăng cái co bóp lên để mà tống đẩy ra ngoài. Nếu mà thiếu chất xơ thì mình gần như là rất là khó để có thể đào thải được cặn bã. Trong cái quá trình mà bé đang phát triển về mặt trí não như là 3 tháng cuối của thai kỳ thì mình lại càng cần phải quan tâm như thế, làm thế nào để mình có thể loại bỏ những cái cặn, tạm gọi là những cái cặn đi, một cách thuận lợi nhất. Lúc này thì khi mà thai nhi phát triển nhiều hơn cũng bắt đầu đè vào cơ quan tức là bóng đái và bàng quang của mẹ, cho nên là mẹ cũng sẽ đi tè nhiều hơn rất là nhiều. Bởi vậy cho nên mẹ hãy lưu ý là mẹ sẽ uống nước ấm. Đây lại là cái lúc mà mẹ cần phải tuyệt đối thực hiện là mẹ uống nước ấm. Trong suốt cái hành trình mà mình mang thai thì axit ở trong dạ dày rất là nhiều. Mẹ thường xuyên phải ợ nóng và mẹ cảm thấy rất là khó chịu. Vì vậy nếu như mà mẹ có thể bổ sung được nước kiềm thì rất là tốt. Nước kiềm nếu mẹ có máy Kangen thì mẹ sử dụng máy Kangen từ đầu. Thuận lợi vô cùng trong cả việc nấu ăn nữa. Nó sẽ giúp cho mình cân bằng lại bớt cái lượng axit ở trong cái dạ dày của mình. Đồng thời á là
trong quá trình mang thai, do là cái cường độ trao đổi chất tăng lên thành cho cả hai người, cho nên rằng những cái không phải chỉ là những cái chất thải dạng thô ở đại tràng đâu, mà những cái chất gọi là những cái độc tố được tạo ra trong cái quá trình trao đổi chất ở tế bào cũng sẽ có nhiều hơn. Nếu mà mẹ có nước Kangen để uống thì nó sẽ giúp thẩm thấu vào trong tế bào và nó sẽ hỗ trợ được tốt hơn cái môi trường để cho các cái phản ứng diễn ra, bao gồm cả những cái phản ứng mà cung cấp năng lượng, cung cấp dinh dưỡng, đốt cháy tạo thành năng lượng để hoạt động, và những cái phản ứng đào thải chất thải đều được diễn ra nhanh hơn. Nếu mẹ không có máy Kangen thì mẹ có thể sử dụng những cái loại nước đóng chai, tức là nước khoáng đóng chai. Mình có thể sử dụng Lavi, Ion Light hay là Vĩnh Hảo, thì đều là những cái thương hiệu nước khoáng mà mẹ có thể sử dụng. Ngoài ra ấy, thì mẹ cũng có thể là tập trung vào những cái bữa ăn phụ là những cái loại trái cây, rau củ có tính kiềm. Tất cả những cái loại nào mà mẹ search là alkaline food và water rich food, thực phẩm có tính kiềm và thực phẩm nhiều nước, thì mẹ đều có thể sử dụng để ăn trong cái giai đoạn này. Mẹ nhớ rằng là cái nguyên tắc mà bữa sáng mẹ có thể thay bằng những cái loại ngũ cốc và những cái loại hoa quả trộn với cả một phần những cái loại ngũ cốc thì rất là tốt. Thậm chí là những cái bữa phụ của mẹ, mẹ cũng có thể thay bằng những cái loại hạt. Những cái loại hạt như mình vừa mới trao đổi ở phía trên rất là cần thiết vì nó có rất nhiều omega 3 và axit béo trong giai đoạn này. Anna thường quên không nhắc đến cá hồi. Cá hồi chính là một trong những cái loại loại cá mà có nhiều omega 3 và axit béo. Nhưng mà tại sao lại không nhắc? Lý do là không phải là vì nó không tốt, vì nó tốt, nhưng mà đa phần cá hồi bây giờ là cá hồi nuôi, và đối với cá hồi nuôi thì họ sử dụng những cái loại thức ăn tăng trọng và những cái từ những cái nguồn biến đổi gen, cho nên là tốt mà tự nhiên lại thành không tốt. Cho nên nếu mà các mẹ có thể sử dụng được từ các loại hạt thì nó vẫn tốt hơn. Đương nhiên chúng ta sẽ không quá ưu ái một nhóm nào cả, mà chúng ta nên ăn uống luân phiên để cho cơ thể có thể chứa đầy đủ tất cả bốn cái nhóm dưỡng chất chính và các cái vitamin nhóm A, B, C, D. Lúc đó thì cơ thể của chúng ta mới có thể phát triển được trọn vẹn. Bạn hãy nhớ rằng là não bộ của bé có cái trọng lượng bằng 25% não bộ của người trưởng thành tại cái thời điểm 3 cái tháng cuối này. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời để bạn có thể đồng hành cùng bé và kiến tạo một cái bộ não hoàn chỉnh, đầy tiềm năng và thông minh cho bé yêu của mình. Xin chúc bạn có 3 tháng cuối của thai kỳ thể khỏe mạnh, và xin chúc bé yêu phát triển thật là thông minh, dí dỏm từ trong bụng mẹ. Đây cũng chính là cái giai đoạn mà bạn có thể thực hiện những cái biện pháp thai giáo rất là hiệu quả. Và trong suốt cái thời gian mang thai của mình, nếu người mẹ mà có hành thiền này, có tập yoga này, thì em bé sinh ra sẽ dễ nuôi hơn. Đặc biệt là nếu mà bạn cho bé nghe Phật pháp hoặc là bạn hành thiền thường xuyên thì bạn sẽ thấy hiệu quả khi mà em bé ra đời á, nó sẽ khác với cả những bé khác. Nếu nhà bạn có hai bé mà bé đầu bạn không làm vậy thì bé thứ hai bạn hãy làm như vậy đi, bạn sẽ cảm nhận được ngay cái sự khác nhau giữa các bé, tính tình nó sẽ nền nã và dễ bảo hơn rất là nhiều. Tức là bạn giải thích và bé có thể bình tĩnh để lắng nghe, thay vì là gào lên để đòi một cái gì đó. Anna cảm ơn bạn rất nhiều vì đã theo dõi suốt trong cái hành trình mà clip mà chúng ta nói về dinh dưỡng của phụ nữ mang thai. Nếu như bạn thích thông tin này, xin hãy giúp Anna like, share và tag tên những người bạn của mình, chia sẻ clip vào những cái hội nhóm mà có nhiều bà bầu, để tất cả chúng ta đều có một cái thai kỳ thực sự khỏe mạnh và hạnh phúc. Bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Yobo để chúng tôi có thể có thêm nhiều động lực nhanh chóng ra những video tiếp theo. Xin cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ Yobo và Anna. Xin chào và hẹn gặp lại.